Mỹ Trang và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Đầu xuân mới Canh Tý 2020, những người thực hiện chương trình kính chúc quý khán giả thân thương của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 26 tháng 1, tức mùng 2 năm Canh Tý có một số thông tin đáng chú ý như sau. Tập trung hình thành một số cụm ngành công nghiệp chuyên sâu. Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Tây Ninh tiến tới mục tiêu không còn hộ nghèo. Phóng sự ấm áp hơn những hoạt động chăm lo cho người lao động. Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Quốc. Độc đáo phiên chợ gò duy nhất một lần trong năm. Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc họp bàn ngăn dịch viêm phổi. Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Vũ Hán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh những năm gần đây tăng trưởng khá và đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt gần 16% một năm. Tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GRDP năm 2019 tăng 16,3% và dự kiến đạt 38,4% vào năm 2020. Tăng trưởng công nghiệp được duy trì và đã hình thành hệ thống đồng bộ gồm 6 ngành sản xuất chủ yếu. Ngành công nghiệp của tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại theo hướng hạn chế, gia công, lắp ráp, tăng cường chế biến sâu và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt quan tâm đến chế biến, tinh chế các sản phẩm từ nguyên liệu mía, mì, cao su, dệt may. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giai đoạn tới cần phải làm rõ xu thế, vị trí, khả năng và triển vọng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với sử dụng đất, sử dụng ít lao động, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, nâng cao hiệu suất, bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch và phục vụ nông nghiệp. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tây Ninh do bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tây Ninh. Qua kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã thành lập đội phản ứng nhanh, chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trong việc theo dõi, giám sát, phòng chống dịch, tăng cường thêm nhân lực trực sẵn sàng 24/24 giờ, đồng thời cần nhanh chóng cải tạo lại một số cơ sở vật chất như chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, biển chỉ dẫn, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện, tăng cường thêm các phương tiện để vận chuyển người bệnh nặng lên tuyến trên khi có dịch xảy ra trên diện rộng, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế khi thăm khám sàng lọc, chăm sóc, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh do virus corona, chuẩn bị cung ứng thuốc đầy đủ theo phác đồ điều trị viêm phổi cấp do virus corona của Bộ Y tế mới ban hành, để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi dịch viêm phổi cấp do coronavirus bùng phát. Năm qua, Công ty Công trình Đô thị Tây Ninh thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc công viên cây xanh và băng két trên các tuyến đường trong nội tỉnh. Công ty đã thu gom, xử lý được gần 71.000 tấn rác trong toàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời đã hoàn thành dự án trang trí chiếu sáng đường phố huyện Hòa Thành năm 2019, dự án đèn trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán ở thành phố Tây Ninh, xóa 20 điểm tập kết rác, các tuyến đường chính và các hẻm thực hiện lấy rác bằng xe chuyên dùng, chuyển sang làm đêm đối với khu vực thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, khai thông kịp thời các mương rãnh thoát nước không để ứ động. Trong thời gian tới, công ty sắp xếp lại lao động hợp lý khi chuyển đổi phương thức lấy rác mới, phục vụ trong việc đón Tết Nguyên Đán năm 2020. Duy trì phục vụ tốt công tác vệ sinh môi trường, luôn đảm bảo đường phố, công viên sáng, xanh, sạch, đẹp, quản lý vận hành tốt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, chiếu sáng công cộng. Theo nhận định của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại khu vực cửa khẩu Sa Mát có giảm so với trước, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu vẫn là gạo, đường cát trắng, thuốc lá điếu, nước ngọt, rượu, bia, mũ cao su tạp, gỗ các loại. Các đối tượng dùng nhiều phương thức thủ đoạn để vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam vào giờ nghỉ, ban đêm, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát của lực lượng chức năng. Một số doanh nghiệp vận tải lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng giả, nhãn mác, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ.
khai sai so với tổng số lượng thực tế tờ khai. Cái khó khăn vướng mắc ở công tác chống buôn lậu ở chi cục hải quan Sa Mát thì như các đồng chí đã biết thì lực lượng thì mỏng nhưng mà cái đường biên thì nó rộng. Cái thứ hai đường mòn lối mở cũng nhiều. Thì với cái lực lượng như thế này thì chúng tôi nói là coi như là nếu mà muốn đấu tranh chống lậu có hiệu quả thì không có cách nào khác ngoài công tác phối hợp. Thì nói chung là phối hợp rồi là tuyên truyền vận động quần chúng về cái tố giác tội phạm để mà nắm thông tin để là có đấu tranh có hiệu quả. Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm như các tuyến đường mòn, lối mở, dọc theo biên giới, hai bên cánh gà và tại cửa khẩu. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 5.285 hộ nghèo chung, chiếm tỷ lệ 1,69% tổng số hộ gia đình. Nếu như cuối năm 2015, toàn tỉnh Tây Ninh còn 12.584 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,32%, thì chỉ sau 4 năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm 2,63%. Đến năm 2020, Tây Ninh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt từ 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm còn 1,3%. Để tiến tới mục tiêu không còn hộ nghèo, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương thay đổi cách thức tiếp cận về các phương pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần quan tâm thay đổi cách tiếp cận trong việc rà soát, cập nhật sự biến động của các hộ nghèo, đánh giá đúng nhu cầu, điều kiện thực trạng của hộ nghèo để có giải pháp cụ thể giúp đỡ từng hộ như hỗ trợ về giống chăn nuôi, vốn buôn bán nhỏ hay cho mượn đất sản xuất để hộ nghèo tự sản xuất, qua đó tạo công ăn việc làm ổn định, giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Riêng đối với những hộ thuộc diện nghèo vĩnh viễn, tỉnh Tây Ninh chủ trương chuyển sang cho hưởng trợ cấp xã hội để ổn định cuộc sống. Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu tổ chức đêm chung kết xếp loại hội thi trích đoạn cải lương và ca nhạc Bolero mừng xuân năm 2020 cho 20 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại. Hội thi lần này thu hút hơn 70 thí sinh trên địa bàn huyện tham dự. Các thí sinh trải qua vòng thi sơ tuyển và ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh có giọng hát hay nhất vào vòng chung kết. Những bài hát thí sinh thể hiện có nội dung ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi những tấm gương anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi và ca ngợi mùa xuân. Ban giám khảo đã trao giải nhất trích đoạn cải lương cho thí sinh Thanh Phong, đơn vị xã Thạnh Đức, giải nhất ca nhạc Bolero cho thí sinh Đoàn Văn Phát, đơn vị xã Bầu Đồn. Năm 2019, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Hòa Thành thực hiện có hiệu quả các phần việc thanh niên cao điểm như chương trình Xuân Tình Nguyện, Tháng Thanh Niên, Chiến dịch Thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện hè, thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tính đến nay, tổ chức đoàn hai cấp tổ chức các hoạt động phần việc với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp vận động xã hội hóa trên 550 triệu đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi và thực hiện các công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Song song đó, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, chăm sóc giáo dục thiếu nhi, nhi đồng được quan tâm. Qua các hoạt động, tổ chức đoàn đã giới thiệu 188 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó có 60 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Những năm qua, cùng với các hoạt động chăm lo cho người nghèo của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm, chăm lo cho lợi ích đoàn viên, người lao động với các hoạt động thiết thực và hiệu quả. Cùng với những hoạt động chăm lo cho người nghèo của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm chăm lo cho lợi ích đoàn viên, người lao động với các hoạt động thiết thực và hiệu quả. Một trong những chương trình được các cấp công đoàn quan tâm đó là chương trình Máy ấm công đoàn dành trao cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong năm 2019, các cấp công đoàn đã tổ chức xây mới và trao tặng 32 căn nhà máy ấm công đoàn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng, sửa chữa 2 căn nhà với tổng số tiền 40 triệu đồng. Trong đó có thể kể đến công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bohung Poly Việt Nam, vận động doanh nghiệp, người lao động đóng góp xây tặng 7 căn nhà máy ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Trong số những máy ấm công đoàn được trao trong năm 2019, có máy ấm của gia đình anh Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1960, là nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen. Hoàn cảnh gia đình anh Thanh hết sức khó khăn, neo đơn. Ngoài thời gian gắn bó với công việc bảo vệ rừng tại khu vực Ma Thiên Lãnh Núi Bà Đen, nay có ngôi nhà mới, anh Thanh cảm thấy hết sức ấm áp. Anh Thanh xúc động chia sẻ. Về đây vợ thì không có. Đó, giờ nhỏ này có chồng về đây rồi chồng bỏ. Về đây phải chưa nuôi nó, rồi nuôi với cùng cảnh gia đình cũng gặp khó khăn. Cái năm nay có được cái mái nhà cộng đoàn thì cảm xúc của tôi thì rất xúc động. Và cảm ơn các cộng đoàn cấp trên. Thì tôi ở nhà rất vui mừng. Và có an tâm để đi công tác. Hàng năm, hoạt động Tết Xuân Dậy được duy trì và lan tỏa trong các cấp công đoàn. Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức bán hàng ưu đãi, trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe cho công nhân xa quê về sum họp gia đình, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi dành cho công nhân ở lại các khu nhà trọ. Tại chương trình Tết Xuân Dậy Xuân Canh Tí năm 2020, được Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức đã thực hiện với tổng số tiền trên 250 triệu đồng trích từ nguồn hoạt động công đoàn tỉnh và sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp cấp mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Trong đó, trao tặng gần 200 vé xe cho công nhân xa quê về sum họp đón Tết với gia đình, trao tặng 120 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng. Có được chiếc vé xe về sum họp gia đình, một trong số các công nhân xúc động chia sẻ. 3 năm rồi em chưa được về quê ăn Tết với gia đình. Và hôm nay công đoàn và công ty phối hợp cho chúng em được vé xe về quê ăn Tết. Em rất là vui. Em cảm ơn công đoàn và công ty đã hỗ trợ cho chúng em có cơ hội được về quê ăn Tết, sum họp với gia đình. Bà Phan Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, Tết Xuân Dậy là một hoạt động thường niên mang đậm nét nhân văn giá trị truyền thống của tổ chức công đoàn, nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho công nhân, viên chức, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp.